Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì ở trong vlog ngày hôm nay, như mọi người đã đọc vào tiêu đề, mình sẽ chia sẻ với mọi người những bộ outfit mà mọi người có thể mặc trong mùa hè sắp tới nếu mà hết dịch nha. Let's go. On the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Tell me where they at though. They at, I'm though. The new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah. Ok, và đó là gần như tất cả những bộ outfit mà mình có thể nghĩ ra được trong collection, trong tủ đồ của mình để mà show cho mọi người những bộ outfit vào mùa hè mọi người có thể mặc. Như mọi người có thể thấy thì mình đã đánh mạnh về những chiếc áo khoác và những chiếc quần short hơn là những chiếc hoodie, tại vì mùa hè rất là nóng. Kể cả cái việc mình quay vlog ở đây mình cảm thấy rất là nóng và thay đổi cả gần chục bộ đồ khác nhau. Và by the way, đây là cái áo mà mình đã tự custom, một chiếc áo tie-dye rất là đẹp. Mình không biết đối với mọi người như thế nào nhưng mình cảm thấy đây là cái sản phẩm đầu tay đầu tiên mình làm ra và mình thấy nó khá là thành công. Ở chỗ đó chính là ở cái phần bên ngực nè, nó xoắn, nó có một cái hình dạng kiểu như xoắn như vậy, thì mình thấy nó cũng khá là thành công rồi. Bởi vì cái lúc mà mình đổ ấy, mình không có dùng dạng xịt, mình cứ lấy trong cái chai xong mình đổ ra, nó sẽ bị lem ra ngoài rất là nhiều. Nhưng mọi người có thể thấy ở đây có rất là nhiều những cái điểm mà mình không ưa. Nhưng mà nếu mà mọi người thích thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ hướng dẫn mọi người làm một chiếc áo tie dye nhá. Tại vì mình thấy cái việc làm chiếc áo tie dye như vậy nó đã có từ rất là lâu rồi, từ những 2017, 2018 rồi, nhưng bây giờ nó bắt đầu
tình hành lên. Ok, và cũng như muốn nói thêm cho mọi người đó chính là có những bộ outfit mà mình thấy đẹp thì mình đưa cho mọi người, mặc dù nó có thể đã rất là lâu rồi hoặc là nó có nhiều người thấy rồi, nó quá đại trà rồi. Nên là những ai mà cảm thấy không vừa mắt hay là cảm thấy việc những bộ đồ đấy quá là bình thường rồi thì mọi người có thể bỏ qua, hoặc là mọi người có thể bình luận những cái bộ outfit nào mọi người cảm thấy đẹp thì mọi người hãy chia sẻ dưới phần comment. Và sorry mọi người, đây mới cái đầu tóc của mình nó hơi tào lao một chút, nó hơi xấu một chút tại vì đang khoảng 2:30 sáng, 3 giờ sáng rồi, cũng gần hơn một tuần là mình không ra vlog, thông cảm cho mọi người tại vì dạo này mình khá là lười. Bây giờ mình sẽ cố gắng ra vlog đều đều cho mọi người, chúng ta cùng xem trong cái mùa dịch lần này thì mình làm việc gì ở nhà, và cũng như là những cái content hoặc là những cái đề tài gì mọi người muốn, mọi người có thể comment phía bên dưới để mà mình biết mà mình còn đọc và mình còn làm. Bởi vì dạo này mình cũng đang khá là bị ý tưởng ấy. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái vlog này. Và nếu mọi người thấy vlog này hay thì hãy like, share và đặc biệt hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình. Và nếu mọi người có những nhận xét hay muốn mình làm về chủ đề gì thì hãy comment phía bên dưới. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái vlog này. Và cho tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Mình đã là Huy và peace out.